Học cái lớp này dường như là nghiệp từ kiếp trước của chúng tôi. 41 con người ở đây được gộp từ 3 lớp khác nhau, nên mọi thứ gần như đều phải làm lại từ đầu. Từ những cách xưng hô giả tạo tôi, bạn này, cậu, tớ, và những ánh mắt xa lạ, chúng tôi đã trở thành mày, tao. Và người gắn kết chúng tôi là người phụ nữ mà các bạn vừa thấy là người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cái lớp mà chúng tôi xem là nghiệp đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Mỗi khi khó khăn, chúng tôi luôn lấy má Tuấn làm bia đỡ đạn. Nhưng chưa một lần nào má có ý định bỏ rơi chúng tôi. Má luôn chăm sóc, chia sẻ mọi buồn vui, khó khăn mà chúng tôi vấp phải. Ở bên má, chúng tôi như những đứa trẻ con nhưng lại trưởng thành từng ngày. Trong ngôi nhà thứ hai đó, ở bên cạnh má, tôi còn có những người chiến hữu. Chúng tôi chiến đấu với nhau qua mọi khó khăn, thử thách đặt ra trong năm học cuối cấp này. Chúng tôi đoàn kết, yêu thương lẫn nhau như những người anh em trong một gia đình. Và trong một gia đình thì lúc nào cũng phải có những cuộc cãi vã. Đầu năm lớp 12 thì cũng rất là vui, tôi nghĩ là cái lớp này chơi rất là được. Nhưng mà sau gần cuối càng ngày chơi thì càng thấy nó sao sao, nó không vui vẻ gì hết, nó cứ giả tạo như nào á. Mình không nghĩ mọi người ghét nhau rồi phút nhau nhiều vậy. Mình đều bỏ hết cái chuyện đó ra ngoài để tin rằng mọi người đang rất vui vẻ với nhau. Và rồi có lẽ cái điều mình tin nó thật sự nó không đúng. Mọi người rất là hay đổ lỗi. Thật sự cực kỳ hay đổ lỗi. Mọi người rất là biết đổ lỗi khi mà thua cuộc. Sai thì mình phải nhận. Đừng có bao giờ mà đổ lỗi với ai hết á. Cái lúc mà nhà trường thông báo là tách lớp á. Ừ, tách lớp cũng được. Không tách lớp cũng chả sao. Mình có tình cảm đâu. Sau rồi tôi nghĩ là sang năm 12, lớp mới rồi, mình sống tốt thì người ta cũng sống tốt lại mình. Mình bình thường thì người ta cũng bình thường lại mình. Nhưng mà ngay đầu năm đã có một trận giam ma rất là to rồi. Lên đến tận tai cô Tuấn luôn. Cô Tuấn cô cũng nói bóng nói gió rồi. Còn hy vọng là một số bạn như bạn My, Huế thì sống thật dùng cái. Nhìn mấy người cười mà xả tạo thấy hơi bực mình. Cái lớp này tôi ghét tất cả mọi người, ghét chính bản thân tôi luôn, ghét luôn cô giáo chủ nhiệm. Nhưng mà đâu phải ai cũng hoàn hảo như ai đâu, đúng không Nhung? Mọi người khinh tôi cũng khinh ngược lại. Bạn thẳng thế nào với tôi thẳng lại với bạn như vậy. Chả phải là sống giả hay sống tốt với ai hết. Thực chất trong cái cuộc đời này á, không ai sống một mặt hết. Trong 2 năm vừa rồi tôi sống rất là giả dối luôn á. Tôi sống rất là hai mặt, tôi không thích người ta nhưng mà tôi vẫn phải cười với người ta. Tại vì không sống như vậy, không sống được với ai cả. Đầu năm tôi nghĩ là lớp mình, lớp này chắc cũng được á, được hơn lớp cũ. Nhưng mà tự dưng khi mà lớp mình chuẩn bị tham gia một cái giải đấu nào đó, giả sử như bóng đá, lại xảy ra drama. Một khi mà các bạn đã tham gia vào rồi thì làm ơn, mình làm ơn các bạn là mặc dù là không thể nữa nhưng mà có thể các bạn chịu tinh thần một chút xíu là ừ tới lúc đó đã gần thi rồi, ê chắc tao bận rồi tao không đi được quá. Rất là bức xúc cái chuyện mà tới cái thời điểm then chốt rồi các bạn lại bỏ giữa chừng. Tôi á là một người hạng 41, hạng cuối của lớp luôn. Vấn đề không phải vì tôi học dở, tại vì tôi thích thế đấy. Tại vì sao ở dưới hạng 41 được nhìn mọi người rõ hơn, được nhìn cách mọi người đối xử với nhau thế nào. Tôi nghĩ á thì mình chả có đủ tư cách để ghét một người. Mấy bạn là ai? Là bố mẹ người ta hả mà ghét? Nhưng mà thật ra các bạn không đủ tư cách để ghét. Nói thật như thế luôn. Nhưng dẫu có buồn vui, ghét bỏ thì chúng tôi vẫn là một gia đình. Thật sự thì những thứ hôm nay tôi muốn mọi người nói đó là phải chửi tôi thật nhiều cơ, chứ không phải là những lời chỉ nói đơn giản như nãy giờ mà mọi người nói. Nói thật là lớp này mình ghét thì cũng ghét thiệt.
nhưng mà mình sẵn sàng bỏ qua hết tất cả các bạn. Tại vì mình biết 41 mảnh ghép mà, mỗi người một tính cách. Thương các bạn nhiều lắm. Ghép cũng có nhưng mà thôi, ghép bỏ qua đi, thương nhiều hơn. Mong á là các bạn nhớ Linh nha. Mình chỉ muốn nói là các bạn là những người bạn tuyệt vời nhất trong 3 năm cấp 3 của mình đó, là thật sự. Và điều cuối cùng là mình muốn lớp mình cố gắng còn có mấy ngày nữa thôi, vui vẻ. Như hồi nãy mình cũng chỉ mong là 5 năm sau thì chúng ta có thể gặp lại nhau một lần, học lớp với cô Tuấn đầy đủ mọi người. Tôi cảm ơn mọi người về năm 12 vừa qua, tất cả những kỷ niệm vui và đẹp. Hy vọng rằng là các bạn sẽ đổ được vào những trường mà mình mong muốn. Tôi mong cả lớp mình sẽ đậu vào đại học mà mình mong muốn, họp mặt vào một ngày nào đó đủ 41 con người. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tôi năm lớp 12 này. Cảm ơn mọi người. Dù cho mọi người có ghét tôi. Rồi chúng tôi ai cũng sẽ có những lựa chọn cho riêng mình. Ai rồi cũng phải buông đôi cánh của mình để rời khỏi ngôi nhà chung thứ hai này. Dù có là ai sau này, xin hãy mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm ngày hôm nay. Ngày hôm nay dù có những giận hờn vu vơ, những cãi vã dữ dội, thì xin hãy xem nó là một kỷ niệm đẹp của một